tang tình tang tình. Em ra, em ra qua kẻ chợ, kẻ chợ răng. Em ra qua kẻ chợ này. Thật là may mắn, ở giáo phường Lỗ Khê, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội, các nghệ nhân còn giữ được lối hát khuôn, cửa đình. Nếu như lối hát hàng hoa ở thành thị có nghệ sĩ lừng danh một thời Quách Thị Hồ, thì lối hát khuôn ở quê nổi tiếng có nghệ nhân Phạm Thị Mùi. Vào những năm cuối của cuộc đời, bởi nặng nghiệp cầm ca, trong những thiếu hụt tưởng như không vượt qua nổi của đời sống xã hội, cụ đã kịp trao truyền một số thể cách hát múa cho con, cháu trong câu lạc bộ ca trù Lỗ Khê. Thank you.
liệu rồi cô đào Phạm Thị Mận cùng các đào kép ở Lỗ Khê có giữ được lối hát ca trù riêng ở quê mình. Mới hay, sự còn mất của một di sản văn hóa đôi khi lại tùy thuộc vào niềm đam mê đắm đuối của một nhóm người.